Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình hôm qua mình đi siêu thị về mình mới mua được cái mì này này. Mình cũng không biết mì hay là miến á, trên mình nó có cái này. Mình mua về mình ăn thử ấy. Đây là lần đầu tiên mình mua cái này. Mình có dịch qua ấy. Đây. Nó có ghi là sau khi lấy trong tủ tủ ra tủ lạnh thì rửa qua với nước sau đó cho ra bát và cho cái sốt vào. Đây cho thêm rau mới củ quả gì thì mình không có rau thì cho thêm vừng thôi. Thì các bạn cùng trải nghiệm cùng với mình nha. Thì mình sẽ bóc cái này ra. Sau khi mình bóc ra mình không biết cái này nó tên là cái gì á, chữ nó là ngoài mình mấy cái chữ này mình không đọc được. Đây, trong này nó có một cái này, cái sốt này. Cái này sẽ cho vào sau còn đâu. Bây giờ mình sẽ bóc cái này ra và rửa qua với nước. Mình sẽ bóc một chút như này thôi để cho nước nó chảy ra. Sau khi mình chắc vậy nước ra thì sau nó sẽ như này. Đây là cái miến này, mình sẽ đảo lên cho các bạn nhìn nhé. Trông rất là trong, nó giống cái miến của mình ấy. Mình cảm giác nó giòn giòn trong trong giống như kiểu thành châu câu ấy. Mình rửa qua với nước nha. Rửa lại thêm một lần nữa cho chắc. Ok, sau khi chắt nước thì đây mình sẽ cho nó ra bát và mình cho nước sốt vào nha. Cái bát này hơi nhỏ. Mình nhặt cho nó ra cái bát nhỏ này rồi. Bây giờ mình sẽ trộn nó với cả nước sốt nha. Sau khi mình rửa sạch rồi mình đã cho cái nước sốt này vào này. Mình nghĩ là gia vị của cái này là chủ yếu là do cái nước này thôi. Mình sẽ cho vào. Đó, mình lấy đũa mình trộn lên nha. Cái bát này hơi nhỏ nha. Nếu mà mình cho vào cái bát ô tô thì nó lại to quá. Thôi mình cứ để vào cái bát này đi. Đó, thì như nó bắt đầu giống giống như ở trong cái tờ hướng dẫn này nha. Sau khi mà trộn xong mình sẽ rắc thêm một ít gừng nữa. Đó, cho nó giống. Đấy, giống ở trên tờ quảng cáo. Giờ các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Mời tất cả mọi người nha. Mình sẽ trộn lên tất cái này lên. Cái này mình nhìn nó giống thạch rau câu hơn là giống miến ấy. Nhân thử ăn nó giòn giòn, vị của nó có một chút chua chua giống như kiểu ở trong cái soju ấy, chua chua hơi hơi mặn mặn.
cái nước của nó như kiểu giống cái vị muối dưa ấy, nước nước dưa muối ấy. Nó ngang mặn mặn kiểu đấy. Mình cho chút vừng vào ăn nó giòn giòn, hoặc cái này ăn nó cũng giòn giống kiểu rau câu luôn. Giòn y như rau câu mình ấy. Nói chung là ăn cũng được. Đáng để thử. Ô, nó rơi ra ngoài mất rồi. Mình sẽ bê cái bát nên ăn nó chắc. Có vừng mà ăn rất là ngon. Thì đây là cái món mà hôm nay mình ăn thử. Món mình tạm gọi nó là món mì lạnh vì ăn nó vừa giống miến mà nó lại giòn giòn giống thành rau câu ấy. Nên mình, các bạn nào ở bên Nhật thì có thể thử cái món này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.